Mạng xã hội vừa lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh hai đối tượng vào một cửa hàng bán đèn trang trí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giả vờ mua hàng, sau đó nhanh tay trộm mất chiếc điện thoại của chủ tiệm. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 1, hai đối tượng gồm một người phụ nữ và một người đàn ông chạy xe máy đến cửa hàng bán đèn trang trí của chị N, 27 tuổi, nằm trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, người đàn ông đứng ngoài cảnh giới, người phụ nữ đi cùng tiến vào hỏi chị N về các sản phẩm tại cửa hàng nhằm đánh lạc hướng. Ngay lập tức, người phụ nữ nhanh tay lấy và giấu chiếc điện thoại của nạn nhân đang để trên bàn vào túi, sau đó nhanh chóng rời đi cùng đồng bọn. Vài phút sau, chị N mới phát hiện tài sản của mình bị mất. Tuy nhiên, kẻ trộm đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân cho biết thêm, hai đối tượng trên đã ngoài 50 tuổi và chiếc điện thoại bị trộm là iPhone 11 có giá trị gần 20 triệu đồng. Lúc đấy rất là hoảng, buồn và bực tức nữa. Vì không nghĩ là những cái người trung tuổi người ta như thế mà người ta lại có thể đi lừa lọc một cách chuyên nghiệp như vậy được.